Chương 3716. Tỳ Na Dạ Ca. Thanh Thành Vân đệ nhất thi tuy bị phong ấn, nhưng tu vi đạt tới hắn dạng này cảnh giới, giữa hai thi tất có có thể vượt qua không gian vi diệu liên hệ. Một thể tam sinh, nhất niệm động, tam thi động, Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần đều tin tưởng, Thanh Thành Vân đệ nhị thi có năng lực khống chế đệ nhất thi tự bạo thần nguyên. Từ hàng tiên tử hiển nhiên biết được Trương Nhược Trần tình cảnh khó xử. Thanh Thành Vân ẩn tàng quá sâu, chỉ là một thi liền đã có thể dồn ép danh xưng thiên đường giới. Nhân vật số 3 Ngọc Động Huyền, tam thi cùng một chỗ, chiến lực lại có bao nhiêu cường đại, đợi một thời gian, hắn có lẽ chính là thương thiên thứ hai. Thả đi Thanh Thành Vân một thi, không thể nghi ngờ là thả hổ về rừng. Hậu hoạn vô tận, Từ Hàng Tiên Tử mở miệng nói cái gì, nhưng Thanh Thành Vân phong cấm không gian, thanh âm của nàng, Trương Nhược Trần căn bản nghe không được. Thanh Thành Vân gặp Trương Nhược Trần trầm mặc không nói, liền biết có hy vọng, nói, khắc luật tát vẫn lạc, liền thái lai thiên đều bại trận nhận thua, lấy Nhược Trần đại trưởng lão bây giờ tu vi, bất diệt vô lượng phía dưới ai là đối, thù, lấy Nhược Trần đại trưởng lão tu hành tốc độ, đợi một thời gian, liền có thể đạt tới bất diệt vô lượng, ta Thanh Thành Vân tu luyện thiên tư cùng tiềm lực, không kịp đại trưởng lão bước chân, sau này nào còn dám cùng đại trưởng lão là địch, gặp mặt tất nhiên tránh lui trên mặt hắn tràn ngập chân thành ý vị trương nhược trần nhẹ nhàng lắc đầu nói khó trách ngươi có thể ẩn tàng nhiều năm như vậy không người biết được ngươi thực lực chân thật ngươi thanh thành vân hoàn toàn chính xác coi là một nhân vật bá chủ hùng tài đã có cây độc ngoan tuyệt thủ đoạn lại có thể tại lúc nghịch cảnh thu liễm tài năng vì đạt được mục đích co được giãn được đại trưởng lão quá khen rồi thanh thành vân nói trương nhược trần nói đáng tiếc đối thủ của ngươi càng mạnh Người sinh ở thời đại này, chú định chính là một cái bi ai. Đổi lại một thời đại khác, ngược lại nhiều đất dụng võ. Thanh Thành Vân hai mắt nhíu lại, nói, cổ kim nhiều ít thánh hiền đều dáng lâm. Cái này đích xác là một chuyện làm người tuyệt vọng, lại khiến người ta tràn ngập chiến ý sôi trao. Càng cảm thấy hưng phấn cho một thời đại. Nhưng, đại trưởng lão cho là mình tài trí thần thông. Ở thời đại này, có thể làm cho tất cả mọi người ảm đạm thất sắc sao? Trương Nhược Trần đột nhiên hỏi lại nói, người biết ngươi hôm nay có một cái trí mạng sai lầm sao? Thanh Thành Vân lập tức cảnh giác lên, tinh tế nghĩ lại, hỏi, đại trưởng lão tu luyện chính là nhất phẩm thần đạo, thần có chân lý chi tâm, loại biến hóa này chi thuật, bất diệt vô lượng phía dưới ai có thể nhìn thấu, coi như đây là ta sai lầm, nhưng cũng còn không có đặt tới trí mạng tình trạng đi. Chỉ ít hiện tại, đại trưởng lão còn không dám hành động thiếu suy nghĩ, Trương Nhược Trần lắc đầu, nói ta vì sao có thể liên tiếp tránh đi người cùng Thái Lai Thiên Tiệt sát thủ đoạn? Đó là bởi vì ta một mực duy trì độ cao lòng cảnh giác, dù là tại cấp thiết nhất thời điểm, cũng không dám bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Người trí mạng sai lầm, chính là người lòng muốn giết ta quá mức mãnh liệt, đem tất cả lực chú ý đều tập trung vào trên người ta, nhưng không có phát giác mình sớm đã bị người khác để mắt tới. Thanh Thành Vân tính cảnh giác rất mạnh, trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều dám khẳng định Trương Nhược Trần không phải nói chuyện giật gân. Trương Nhược Trần nói, Yên Chi Thần Vương sau khi chết, Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử đã rơi vào trong tay Khắc Luật Tát. Nhưng, Khắc Luật Tát sau khi chết, chỉ thấy vô cấu phất trần. Vì sao không thấy Tư Đà Hàm Hoàng Kim Sử, Tì Na Dạ Ca Thủy Tổ, nên hiện thân đi, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Yên tĩnh một lát, kéo dài mà mênh mông thanh âm, trong tinh không vang lên, giống như ở khắp mọi nơi. Nói. Trương Nhược Trần, Bần Tăng đã sớm nghe qua tên của ngươi, vốn cho rằng chỉ là một cái hậu bối kiệt xuất, bây giờ xem ra, là xa xa đánh giá thấp ngươi. Làm sao ngươi biết là Bần Tăng mà không phải người khác? Thanh Thành Vân chỉ cảm thấy nguy cơ ở khắp mọi nơi. Tránh cũng không thể tránh, dù là chống lên thần cảnh thế giới hộ thể, vẫn như cũ cảm thấy mình sau một khắc liền muốn vẫn lạc. Hắn rất muốn chạy trốn, nhưng chém xuống đạo suy nghĩ này, một khi lựa chọn trốn sơ hờ tất nhiên càng nhiều, sẽ chỉ chết được càng nhanh. Trương Nhược Trần nói, có thể giấu giếm được cảm giác của ta. Thần không biết quỷ không hay lấy đi tư đà hàm hoàng kim sử. Thần hồn chỉ ít cũng là bất diệt vô lượng cấp độ. Thủ đoạn tất nhiên vượt qua tưởng tượng của ta. Nhân vật như vậy, vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không có lập tức xuất thủ mà là lựa chọn ẩn thân theo dõi. Càng nói rõ thân phận của ngươi đặc thù. Còn nữa, tại tư đà hàm hoàng kim sử cùng vô cấu phất trần ở giữa. Chọn cái trước, hơn phân nửa là người trong Phật môn, thân phận của ngươi, tự nhiên vô cùng sống động, tinh không bên trong âm thanh kia vang lên, tại cường địch trước mắt, dưới tình huống sinh tử chỉ trong một ý niệm, ngươi còn có thể nhìn rõ thế cục, bần tăng bội phục, vậy ngươi thế nào biết, bần tăng trước hết giết chính là thanh thành vân, mà không phải ngươi đây, trương nhược trần nói, ta đoán, từ hàng tiên tử đối người quan trọng hơn một chút đi. Tiếng cười vang lên, sau một khắc, tinh không bên trong, hiện ra vô số kim sắc phản văn. Oanh, Từ đà hàm hoàng kim sử trống rỗng xuất hiện tại đỉnh đầu thanh thành vân. Chỉ bất quá, nó giờ phút này cao như kình thiên chi trụ, giống như trống lên toàn bộ vũ trụ. Tất cả sao trời đều biến thành vật làm nền. Thanh thành vân ngay lập tức, đánh ra đại đạo thiên hoang ấn, chấn hồn, tinh không bên trong thanh âm vang lên. Tư đà hàm hoàng kim sử run rẩy một chút. Hư không tùy theo xuất hiện từng đạo không gian gợn sóng. Một cỗ đáng sợ thần hồn sức mạnh công kích, theo không gian gợn sóng, xuyên thấu đại đạo thiên hoang ấn cùng thần cảnh thế giới. Lập tức rơi vào trên thân Thanh Thành Vân, Thanh Thành Vân thần hồn trong khoảnh khắc băng tán, thân thể như bị sét đánh. Phốc phốc, tiếp theo một cái chớp mắt, to như kình thiên chi trụ tư đà hàm hoàng kim sử biến mất không thấy gì nữa. Nguyên lai đúng là đã cắm vào sọ Thanh Thành Vân, thân thể Thanh Thành Vân, bắt đầu từ đầu sọ, dần dần kim hóa, tiếp theo liền dạn nứt, hóa thành mảnh vỡ, thân ảnh một tôn nhân thân tượng thù cao lớn, xuất hiện ở trung tâm mảnh vỡ kim sắc, người mặc cà sa đỏ chót, đưa tay đem tư đà hàm hoàng kim sử nắm tới trong tay. Một cái tay khác lấy đi thần nguyên, tiếp theo, bắt đầu thu lấy Thanh Thành Vân nắm giữ áo nghĩa, luyện hóa hắn còn sót lại thần hồn cùng tinh thần ý chí. Có lẽ là tì na dạ ca quá mức cao minh. Lại có lẽ là tư đà hàm hoàng kim sử đặc thù diệu dụng. Chỉ là một kích, liền xé rách thanh thành vân đảo. Đánh xuyên hắn thần hải. Tại tư đà hàm hoàng kim sử xuất hiện trong nháy mắt. Trương Nhược Trần liền thi triển không gian na di. Cùng tu thần thiên thần hội hợp. Ngay lập tức, đem thanh thành vân đệ nhất thi. Thu nhập địa đỉnh, ngay sau đó. Cùng tư đà hàm hoàng kim sử bạo phát đi ra chấn hồn lực lượng tranh thời gian. Bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới xá giới cho dù là bọn họ cùng tư đà hàm hoàng kim sử cách xa nhau mấy ức giảm vẫn như cũ cảm giác được không an toàn mới vừa tiến vào xá giới trương nhược trần liền thấy rõ tình hình chiến đấu thanh thành vân đệ nhị thi liền một chiêu đều không có chống đỡ nổi liền bị đánh giết thật là đáng sợ chấn hồn lực lượng thật kinh người tốc độ trương nhược trần sợ hãi than nói mau trốn đi về xá giới làm cái gì tốt a à, mang lên si hình thiên cùng ngư thương sinh hiện tại liền chạy, còn có cơ hội, tu thần thiên thần bị dọa, sắc mặt rất yếu ớt, đại tự tại vô lượng đỉnh phong một kích liền bị phá đạo cùng giết chết. Đây là bất diệt vô lượng sơ kỳ tu vi sao? Hiển nhiên, không phải, A à Phù Nhã đứng tại U Minh tà giáo tổng đàn, bảo cái thần sơn chi đình, cách không cùng bọn hắn đối, thoại, nói, trốn không thoát, hắn vừa rồi thi triển, chính là già diệp thủy tổ ngũ nhãn lục thần thông bên trong thần túc thông. Thanh thành vân tốc độ, nhưng đánh phá tốc độ ánh sáng quy tắc, chỉ một kích mà chết, các ngươi làm sao trốn? Si hình thiên cùng ngư thương sinh đứng tại sau lưng A Phù Nhã. Mặt xanh như quả cà, bị sức mạnh bùng lên vừa rồi của tư đà hàm hoàng kim sử dọa cho phát sở. Bọn hắn rất muốn lập tức đào tàu, nhưng nhìn A Phù Nhã chấn định như vậy, lập tức cảm thấy nàng có lẽ có biện pháp ứng đối. Xem đi, mộ dung thái lai còn trốn không thoát, A Phù Nhã nói. Trương Nhược Trần hướng tinh không bên trong nhìn lại. Mộ dung thái lai cùng Trương Nhược Trần đồng dạng. Tại tư đà hàm hoàng kim sử xuất hiện trong nháy mắt. Liền lập tức bỏ chạy. Khác biệt chính là, Trương Nhược Trần là chạy về xá giới. Mộ dung thái lai là trốn hướng thâm không? Mà giờ khác này, mộ dung thái lai đã chạy đi rất xa. Trong nháy mắt liền bị tì na dạ ca thần túc thông đuổi kịp. Trương Nhược Trần tự nhận, bằng vào không gian cùng thời gian tạo nghệ, con nắm chắc đuổi kịp mộ dung thái lai. Nhưng, mộ dung thái lai cũng không phải hạng người hời hợt, chạy ra khoảng cách nhất định về sau. Tất nhiên thu liễm khí tức, ẩn tàng ở vô hình, dù là trương nhược trần năng lực nhận biết không thua bất diệt vô lượng. Nhưng cũng không có nắm chắc, cách xa nhau xa như vậy khoảng cách, đem mộ dung thái lai tìm ra. Nhưng, tì na dạ ca làm được. Đây chính là già diệp Phật tổ ngũ nhãn lục thần thông bên trong mạnh nhất chi nhãn. Vô biên Phật nhãn. Trương Nhược Trần âm thầm may mắn mình làm ra phán đoán chính xác, như hắn cùng Mộ Dung Thái Lai đồng dạng đều hướng thâm không bỏ chạy, có thể khẳng định Tì Na Dạ Ca chọn trước hết giết hắn. Mộ Dung Thái Lai giá trị không ở ngoài là trên thân áo nghĩa, Trương Nhược Trần giá trị lại so Mộ Dung Thái Lai lớn, có thể nói chính là bởi vì Trương Nhược Trần lựa chọn trốn hướng xá giới mới đưa đến Mộ Dung Thái Lai vận rùi, bằng không hắn vô cùng có khả năng chạy thoát trận pháp mở ra, Trương Nhược Trần cùng tu thần thiên thần tiến vào bảo cái thần sơn. Giờ phút này, U Minh tà giáo trận pháp toàn bộ mở ra, bảo cái thần sơn chôn vùi tại bên trong trận pháp quang vân. Trương Nhược Trần đi vào thần sơn chi đỉnh, chỉ gặp, U Minh giáo chủ bị trấn áp tại bên dưới tà hoàng cung điện dưới lòng đất. Thần khu máu thịt be bét, hiển nhiên bị thương cực nặng, hắn sở dĩ còn sống, chính là bởi vì, A Phù Nhã còn muốn lợi dụng hắn hiệu lệnh u minh tà giáo tu sĩ cùng một chỗ thôi động trận pháp a à phù nhã dáng người cao gầy cổ cao tiết trắng nhìn bên ngoài tinh không chiến đấu nói tì na dạ ca cũng chỉ là tàn hồn trở về mà thôi không có các ngươi trong tưởng tượng đáng sợ như vậy thanh thành vân sở dĩ một kích mà chết chính là bởi vì thần hồn của hắn kém tì na dạ ca quá xa gặp chấn hồn chi lực về sau liền không cách nào phản kháng chỉ cần chặn đợt thứ nhất chấn hồn chi lực Chúng ta liên thủ, một trận chiến này liền có thể đánh." Trương Nhược Trần quan sát bên trong tinh không chiến đấu, nói, "Chúng ta còn có thể liên thủ sao?" A à Phù Nhã cặp kia mắt phượng, phong tình vạn trùng nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Hỏi, không biết đại trưởng lão bất mãn trong lòng, nguồn gốc từ là nơi nào? Là ta cùng Thanh Thành Vân, khác luật tác hợp tác sao? Vẫn là lúc trước không có xuất thủ chặn đường Thanh Thành Vân cùng Mộ Dung Thái Lai? Trương Nhược Trần rời mắt hướng nàng nhìn chăm chăm, nói, cũng không cần cùng ta giả hồ đồ, đây cũng không phải là thủy nữ vương nên có tác phong. Cái gọi là thủy nữ vương, cũng chỉ là một cái nhược nữ tử mà thôi. A à Phù Nhã nói, tu thần thiên thần gặp mộ dung thái lai đã bị tì na dạ ca chân áp. Lòng nóng như lửa đốt, nói, hai người các ngươi có thể hay không trước đừng lăng nhà lăng nhằng. Có mâu thuẫn cùng ân oán gì, có thể sau này bàn lại có thể hay không thương lượng trước cách đối. Phó, chuyện này trong tưởng tượng của hắn vô cùng đáng sợ. Bản thân đã cảm thấy tên đầu chọc tượng sát khí trùng thiên. Căn bản không phải cái gì Phật tu. Hôm nay muốn đem chúng ta đều giết hết. Mới có thể bỏ qua. Si hình thiên cùng tu thần thiên thần đồng dạng. Mặc dù đối, A Phù Nhã cực kỳ bất mãn. Nhưng cũng không hy vọng Trương Nhược Trần cùng A Phù Nhã lúc này náo tách ra. Nói, tu thần nói không sai đều là người một nhà. Có chút hiểu lầm, ngày sau lại từ từ giải thích. Trương Nhược Trần, làm nam nhân rộng lượng một điểm. Ta đều không để ý. Ông trời của ta, tì na dạ ca hướng xá giới tới. Hết chương 3716 rồi ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS channel bạn nhé.